mưu đồ. Đầu tiên là Begin, khai báo thư viện, các chân, bọc D, bọc C. Trạng thái ban đầu nét bằng 5. Sau đó sẽ có 3 nút nhấn Up, Down và Start. Nếu nhấn Up, Up nếu đúng thì nét sẽ nhảy lên cộng 1. Còn nếu sai thì nếu sai là quá 15 sẽ trở về quay lại 5 ban đầu. Còn nút Down thì đúng thì nét sẽ trừ đi 2 giá trị. Còn sai kết thúc. Còn nút Start thì bấm thì sẽ nháy sáng tắt N lần. N này là số giá trị nét đang hiển thị. Hai đoạn nét 7 đoạn. Hàng trục nối với bọc C, còn hàng đơn vị nối với bọc D. 3 nút Up, Down và Start. Sử dụng thạch anh 10 mm. Số từ 0 đến 0 đến 9. Control C. Sẵn rồi. Có một đứa nấu. Nhưng mà đâu có được đem đồ nấu lên đây đâu. Biến đến. Chương trình nét chương trình nét output đâu, nhưng mà nhân đồ công đâu, đồ canh đâu, thấy nó có đồ canh. Bọt C là hàng đơn hàng trục, mình sẽ chia lấy phần nguyên. Có bố Huyền gọi rồi. Có thăm mà. Chia được phần nguyên cho mưa. Còn bọc D này sẽ là chia lấy dư. Đặt chùm tên,
Nét vậy đi. Trạng thái ban đầu, biến đếm bằng năm. Trên này chưa khai báo. Define up. Up là chân B0. Down là chân B1. Khi mà ấn up, bằng 0. Chống rốt kiểm tra. Up thì tăng một đơn vị, đếm sẽ bằng đếm cộng 1. Nếu mà đếm lớn hơn 15 thì sẽ trở về bước đầu ban đầu. Đây thêm cái KT. KT kiểm tra. Ban đầu năm âm up đến 15 trở về năm. Ok. Với nút down copy đoạn này, giá trị trừ đầu tiên nếu nếu đếm mà là 7, nghĩa là lớn hơn 6 thì sẽ cho phép trừ, thì đếm bằng đếm trừ 2. Còn nếu không, cho phép trừ.
trừ, bấm không được nên 7. Cái trừ 2 nút start. Khai báo thêm biến n y khi bấm nút thì n sẽ gán là biến đếm. Dùng vòng đập for y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng, đầu tiên là net sẽ tắt. Net sẽ tắt sẽ là output đen. Output C sẽ nhận được chỉ là 0xff. C tương tự bọc D vậy. Thì đây khi tắt xong lại bắt đầu sáng đấy, sẽ là y thì sẽ là nét đấy.